Hello anh em, hôm nay sẽ là chủ đề shopping thích là cái gì. Rất là nhiều anh em cũng chưa hiểu được cái chuyện shopping thích là gì mà thấy rất là nhiều những cái thông tin được truyền thông ở trên các cái nhóm, ở trên các diễn đàn nói về chuyện đó là làm sao để lấy được shopping thích, hoặc là shopping thích thì bao nhiêu tiền để có thể có được shopping thích, mua shopping thích như thế nào. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em thực chất xem là shopping thích có là gì. Ok. Thì shopping thích nó sẽ là một cái shop mà mọi người để ý ở trên trên Shopee có cái tag gọi là shopping thích. Thì những shop này hầu hết là những shop mà bán hàng tốt, có được lượng đơn hàng trên 100 đơn trong vòng 30 ngày và các cái chỉ số liên quan đến các chỉ số bán hàng cũng như tỷ lệ chat hả, thì nó là phản hồi chat này, rồi là tỷ lệ đơn hàng thành công này, rồi không bị tạ này, những cái tỷ lệ như vậy. Thì Shopee sẽ xét chúng ta là shopping thích. Thì sau khi mà xét được shopping thích rồi, chúng ta sẽ có một cái tag ở trong cái avatar của ta, ở trong shop chúng ta, và những cái sản phẩm ta cũng đều được gắn những cái tag này. Đó là cái tag shopping thích. Thì vậy thì khi mà lên sắp shopping thích rồi á, khi các bạn lên shopping thích rồi thì các bạn sẽ được loại cái gì? Thì cái việc đầu tiên là các bạn sẽ được loại về vấn đề hiển thị nhá, nhớ là hiển thị chứ không phải là vấn đề sale nhá. Ngày xưa thì là công nhận nó sẽ tối ưu về sale, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ thì sẽ chỉ tối ưu hiển thị thôi. Hiển thị tức là sao? Tức là cùng với 5 sản phẩm mà đứng song song với nhau, đúng không? Đứng ngang hàng với nhau các sản phẩm của các bạn á, thì luôn luôn những shop đồng hoặc là shop yêu thích thì sẽ được ưu tiên hơn. Tức là bản thân khách hàng họ ưu tiên, họ nhìn thấy đẹp hơn và họ dễ dàng họ kích vào hơn. Và có cái lợi thế đó là có mà mình hay chia sẻ với anh em, nó gọi là có cái lý do để khách hàng lựa chọn mình ấy. Lý do là họ shop yêu thích và mình là shop thường. Đấy là cái lý do khách hàng họ lựa chọn kích vào xem là đối thủ mình. Đấy là lý do. Cái tiếp theo là ngoài cái việc của chúng ta và khách hàng họ có thêm lý do để mua hàng chúng ta thì nó còn liên quan đến tiền nữa. Đó là hiện tại thì cái phí dịch vụ gói phí ship extra người thường thì sẽ là 5%, thì còn shopping thích thì sẽ là 3%, tức là chúng ta giảm được 2% trên một đơn hàng. Và 2% này tối đa là 10.000 nhé, 2% nhưng tối đa là 10.000 nhé, nhưng mình nhầm tưởng với 2% phí giao dịch sàn nhé. 2% phí giao dịch sàn thì cái đấy thì ai cũng bị rồi, chúng ta chỉ giảm được là 2% của cái phí dịch vụ phó dịch vụ trang thôi nhá. Thì đấy là hai cái điểm mà chúng ta sẽ được loại hơn khi chúng ta lên shopping thích. Bởi vì tiếp theo là làm thế nào để lên được shopping thích, thì ở đây mình có show cho anh em một cái file nhá. Là thế nào để lên shopping thích thì mình sẽ có cái file này, rồi anh em nhìn thấy cái file ở trên. Chúng ta sẽ có như là kết quả bán hàng này, chúng ta có phản hồi chat này, chúng ta có cái tỷ lệ xử lý đơn hàng đúng thời gian này, chúng ta tuân thủ những chính sách này và không bị sao quả tạ này, rồi có cái lượng đánh giá tốt. Cái lượng đánh giá này là lượng giá trên 4 là đủ vậy. Đây cái quy trình xét, thì ngày xưa thì cái quy trình xét sâu thích của chúng ta là trong vòng 1 tháng, 25 hàng tháng thì sẽ xét, thì nhưng mà bây giờ thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều rồi, nó xét hàng tuần luôn. Bây giờ là cái shopping thích thì nó sẽ xét hàng tuần, đó là chiều thứ 5 hàng tuần thì sẽ gửi thông báo cho chúng ta. Các bạn cứ để ý, nếu shop chúng ta đủ điều kiện rồi thì thứ 5 hàng tuần sẽ gửi thông báo cho chúng ta. Và đến chiều thứ 6 thì chúng ta phải update đầy đủ những cái thông tin lên chứng minh thư, cầm cái chứng minh thư, ví dụ đây là chứng minh thư nhá. Thì anh em cầm như này, nhớ là rõ ràng tên, tuổi ở đây, chụp ảnh, nhớ là chụp ảnh cả người mình và chứng minh thư rõ ràng, chi tiết, sau đó chúng ta up lên. Và đến thứ 2 5 giờ chiều thứ 2 hàng tuần thì nó sẽ gửi thông báo chúng ta là có được hay không. Đấy, thường là các bạn đã gửi thông báo và các bạn chỉ cần làm đúng cái bước chụp chứng minh thư là ok thôi. Đấy, đó là hàng tuần thì nó đều xét lại như vậy. Vậy thì nó dễ hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa là 1 tháng được xét 1 lần, còn bây giờ là 1 tuần đã được xét 1 lần rồi. Và cái shop thích này thì nó không gọi là vĩnh viễn. Vậy nên là nếu các bạn có mua shop thích hoặc là các bạn làm dịch vụ shop thích thì các bạn phải nhớ điều này, nó không vĩnh viễn. Nó chỉ là cái bước đạt để các bạn có thể là đạt shop thích thôi. Và trong vòng 1 tuần đấy thì các bạn hãy cố gắng, chẳng hạn như là bình thường trung bình là các bạn 30 ngày gọi là có 100 đơn hàng các bạn phải che. Xem là mỗi ngày chúng ta phải cần bao nhiêu đơn hàng. Ví dụ nha các bạn, nhiều bạn bị rớt shopping thích buồn cười lắm, chẳng hạn như hôm nay các bạn mua shopping thích đâu, họ bơm chẳng hạn như là mỗi một ngày 50 đơn. Đấy, mỗi một ngày 50 bơm. Thì đến những ngày hôm đấy, một phát tụt phát xuống là mất hút 50 đơn luôn. Thì hôm đấy thì các bạn không thể bù đắp lại được, các bạn bắt buộc các bạn bù đắp 50 đơn. Nhưng nếu các bạn mua của những người mà mỗi ngày họ chỉ bơm 3 đơn hoặc là 4 đơn chẳng hạn. Vậy thì mỗi một ngày các bạn cũng chỉ cần cố gắng là được có được 3 đơn hoặc 4 đơn đã duy trì shopping thích rồi.
Nên là liên quan đến chuyện bơm nhá, nếu mà người ta bơm pop cho các bạn phát 50 đơn một ngày thì đến một cái ngày nào đấy mà chúng ta không đủ được 50 đơn một ngày nữa thì cái chu kỳ đó là trong vòng 30 ngày chúng ta không đủ 100 đơn. Các bạn cho mình nghĩ các bạn sẽ hiểu được này. Ok. Cái tiêu chí này thì mình cũng sẽ đẩy lên bên trên cho các bạn xem, cho các bạn bấm stop video lại các bạn xem một số cái như là tổng số đơn phát sinh hàng tháng này, phát sinh và ra thành công là lớn hơn hoặc bằng 100. Tiếp theo là chúng ta có số khách hàng không trùng lặp là 50, khi mà giữ thì nó sẽ cái tỷ lệ sẽ giữ ít hơn. 100 đơn trong vòng 90 ngày, nếu cái giữ thì chỉ cần 90 ngày thôi, tức là bình thường nếu mà một ngày để được lên ấy, thì các bạn cần 3 đơn một ngày để các bạn lên. Thế nhưng mà để cần giữ vững xong với thích ấy, thì các bạn chỉ cần là chưa đến 2 đơn một ngày, 1.1 đơn trên một ngày thôi là ok rồi. Tiếp theo là số khách hàng trùng lặp là phải nếu mà bắt đầu xét thì là 50, giữ vững thì là 40, tỷ lệ khoảng 100 các bạn nhìn trên xa nhé. Có một số các cái thời gian cụ thể cho các tiêu chí, ví dụ như là điểm sau quả tạm thì chúng ta sẽ cộng dồn 3 tháng 1 để tính như quý. Số đơn thành công thì chúng ta sẽ tính theo là số đơn thành công trên số khách hàng thì sẽ là số ngày vi phạm, tỷ lệ đặt hàng trước tính theo 30 ngày gần nhất, rồi là tỷ lệ phản hồi chat này. Cái tỷ lệ phản hồi chat cũng là một trong các câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi mình, thì có thể là video sau mình sẽ làm về cái tỷ lệ phản hồi chat để anh em hiểu rõ được tỷ lệ phản hồi chat nó là như thế nào, tại sao là lúc là thế này, lúc là thế kia, bao lâu thì được tính cái đấy nhá. Còn dưới này là hướng dẫn áp chứng minh thư nhân dân thì mình cũng sẽ đẩy lên bên trên cho các bạn nhìn nhá. Chứng minh thư là các bạn nhớ là cầm cái chứng minh thư như thế này, nhớ là chụp ảnh phải rõ cả mặt mình cộng với lại những cái tên, những cái số chứng minh thư như thế này, nó phải chi tiết và họ bên Shopee họ phải nhìn thấy thì mới ok. Ok, vậy thì cuối cùng là có nên thuê đặt Shopee thích hay không? Nhưng bản thân mình thì mình cũng làm cái dịch vụ mà giúp các bạn để các bạn lên Shopee thích này, thế nên là mình không có đứng nói là nên hay không nên, mình chỉ nói cái lợi ích thôi. Lợi ích là khi các bạn đặt Shopee thích thì các bạn sẽ có một cái gọi là ưu tiên hiển thị, khách hàng sẽ thích bấm vào sản phẩm các bạn hơn. Cái thứ hai là các bạn được giảm phí và đi ship ít trang, đây là từ 5% xuống còn 3%. Đấy, còn lại nữa là sau khi mà đặt Shopee thích rồi thì các bạn vẫn có thể bị rớt nếu các bạn không duy trì được. Để mà duy trì thì là đây, để mà duy trì thì các bạn cần có lớn hơn 90 đơn, lớn hơn hoặc bằng 90 đơn trong khoảng 3 tháng thì mình nghĩ cái đấy rất là dễ thôi, mỗi ngày 2 đơn rất là dễ. Và những chỉ số khác thì các bạn phải cân đối, tự cân bằng. Lúc đầu khi mà các bạn mới đặt Shopee thích thì bọn mình sẽ cân đối cho tất cả các chỉ số này, những chỉ số nào mình sẽ cân đối hết. Thế nhưng mà về sau khi mà xuất về tay các bạn rồi thì các bạn phải tự cân đối. Vậy thì làm sao để mà có được một cái Shopee thích, mà nếu mà thuê thì quy trình như thế nào? Thuê thì đầu tiên là các bạn bỏ shop sang cho bên dịch vụ họ làm. Tùy mỗi bên thì họ sẽ có cách làm khác nhau, có bên thì họ sẽ cầm shop các bạn để họ làm luôn, có bên thì các bạn sẽ cầm shop và các bạn tự tắt đi và lại, hoặc là ấn chuẩn bị hàng các thứ, đúng không? Bình thường trên thị trường thì chúng ta sẽ không có làm theo kiểu đó là phải đóng gói hàng nữa. Chúng ta chỉ việc là đặt đơn sau đó thì bấm chuẩn bị hàng xong thì chúng ta đi lấy mã bản đơn rồi gửi cho bên dịch vụ là họ sẽ gạch đơn trên hệ thống luôn, không cần phải chuẩn bị hàng, không cần phải đóng gói hàng. Thì bên mình cũng như vậy thôi, bên nào cũng như vậy. Thế thì có lúc khó, có lúc dễ, giá cả dao động thì nó từ 2, 3, 4, 5 triệu gì đấy, tùy theo cái uy tín của cái bạn mà các bạn làm cho các bạn. Có thể người thì người ta làm rất rẻ 2 triệu, có những người ta làm rất rẻ là 3 triệu, có như bên mình là mình làm rất là đắt 5 triệu cơ. Thế thì chúng ta sẽ có, mỗi một bên thì sẽ có những cái giá trị gia tăng thêm cho các bạn. Vậy thì cái việc mà nên hay không nên thì mình sẽ không chia sẻ nữa, mà anh em chỉ cần nhìn vào cái lợi ích thôi. Anh em nào có điều kiện thì làm, còn nếu không có điều kiện thì thôi. Để mà lên được Shopee thích, cái hầu hết là một là anh em đặt đơn ảo vào để cho nó đủ. Tất cả cái điều kiện này thì có cái điều kiện đó là làm đơn ảo là khó nhất, đúng không? Cái điều kiện là 100 đơn này là khó nhất, bởi vì Shopee mới 100 đơn là khó nhất, thì còn những điều kiện kia thì cũng là bình thường thôi, không có gì khó cả. Thì anh em có thể là một là anh bơm, hai là anh tự bán hàng, thì mình cũng có rất là nhiều shop là mình không cần bơm như thế nào cả. Mình không cần bơm bất kỳ một đơn nào hết, mình tập trung vào chuyện bán hàng. Để lên được Shopee thích thì mỗi ngày 3 đơn, 3 đến 4 đơn là ok thôi. Duy trì trong vòng 1 tháng là đủ 100 đơn để chúng ta lên thôi. Cũng không có gì khó khăn lắm, còn anh em nào có điều kiện muốn lên nhanh thì chúng ta thuê hoặc là bơm nhá. Ok, thì đấy là tất cả tập về Shopee thích.
Thì để anh em nào mà có thắc mắc hay là có vấn đề gì liên quan, cần hỏi han gì anh em comment xuống bên dưới nhé. Chúng ta sẽ cùng trao đổi và thảo luận bên dưới. Ok, bye anh em.